Đây, bây giờ về vừa nghe vừa ngắm người đẹp này, đấy, Sony này, người đẹp đẹp như Sony này, đấy, là gửi cho đệ luôn, là vừa mới lắp vào được lúc để thử tí. Đấy, đó đây. Thật ra trưa nay về nhà bắt đầu mới lắp đây, mới đấu thử vào đây. Đấy, cảm ơn đệ nhá. Ok, bye đệ. Đấy, đẹp.